Nói chung chết lên đó là hơi bữa bữa này rồi. Chết nguyên nhân là do là ông xỏ nước cạn quá, nắng nước với là nước ở trên xuống đục quá, có chịu không được. Cho nên là trừ giấc cái đợt có này hết rồi, coi như hết rồi.